Đến hẹn lại lên, cứ sau mỗi mùa gặt, những người dân ở Nghệ An lại vượt hơn 100 cây số sang các cánh đồng ở Hà Tĩnh để săn châu chấu. Người thợ săn có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Thường thường mình cứ 3 giờ 3 rưỡi dậy là bắt đầu đi từ nhà vào đến Đức Thọ đây là 6-7 giờ. Sáng xếp xong rồi làm, chiều khoảng 2-3 giờ về. Đến nhà mức tầm cứ bữa thì đi nhanh nhanh thì 4 giờ 5 giờ, bữa đi một muộn chậm chậm thì 6 giờ. Đồ nghề bắt châu chấu khá đơn giản, chỉ gồm chiếc lưới dài 30 mét được làm thành hình chữ U, một cuộn dây thừng dài khoảng 50 mét, cột các sợi dây ngắn lùa tua, 10 cây gậy cao 3 mét để dựng lưới. Chỉ cần một hoặc hai người dựng lưới và một hoặc hai người đi lên trên, cách vị trí dựng lưới khoảng 30 mét để giăng sợi dây thừng đuổi châu chấu bay về. Tức là khi mình cầm rung thì một người cầm cũng được, hoặc là hai người thì nó nhanh hơn hoặc nó khỏe hơn, còn một mình thì làm được cho hai người hoặc là ba người bạc dây đi rồi kẹo lại. Rồi mình cầm rung xong rồi mình lại đi ra đằng sau đuôi nó vào rung. Có mùa là lạt cũng 10 cân là ít, mà bình thường hơn hoặc còn gọi chỗ nó nhiều thì đôi 5-3 yện có. Châu chấu được thương lái mua với giá khá cao, từ 70.000 đến 120.000 đồng, nên sau mùa gặt là người dân trong xã đều kéo nhau đi bắt châu chấu. Có mùa có gia đình kiếm được cả 100 triệu đồng. Được năm nay đi, hai vợ chồng đi đạt bưởi được ít nhất là được 700-800, còn bưởi hơn 3 triệu, bưởi hơn 2 triệu đều. Mùa đi hai vợ chồng năm nay so nước là được 50, hơn 50. Vừa về tiền học tiền hành con thì là có đang trai ít nợ nần. Chung là đi theo chú Vinh đi châu chấu thì đầu mùa đến cuối mùa. Nói chung là thu nhập thì chẳng hạn như năm nào được mùa mà đi có sức khỏe đi thì cũng phải được 10 triệu, vài chục triệu. Nghề săn châu chấu cho thu nhập cao nhưng phải có sức khỏe dẻo dai mới làm được. Đi mà phải đồng sục thì chỉ có tuổi có tác rồi là hay bị chuột rút. Nói chung là sáng đi chiều về nhưng ảnh hưởng là cái chuyện đi xa. Đi xa quá là mệt thôi. Lý do là đi xa bắt là ở trong này nhiều, còn ở quê là ít. Thứ hai nữa, ở trong này là người ta có cái đồng lúa chét á, người ta không cấy lúa mới cho nên là cũng dễ bắt trước. Việc săn châu chấu không những tạo thu nhập cho người dân, mà việc làm này còn hạn chế sự phát triển của loài côn trùng này phá hoại mùa màng của bà con nông dân. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.